tâm gọi hảo hạng để mời anh Nga. Thầy Yên Trực và em Toàn Vlog xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay em nghe tin rằng là Thánh Nhân Trực đến trang trại cá tầm của Trung Hoa Cải, và bây giờ em sẽ đột nhập vào xem là Thánh Nhân Trực có mặt ở đấy để ăn trực tiếp hay là như nào. Em mời các bác đi nhé. Vâng, đây đường vào trang trại cá tầm của em Trung Hoa Cải. Bây giờ đường đang mở mới các bác ạ. Con đường này người ta đang sửa lại nhưng mà rất trơn, rất lầy luôn. Không kém thì đường xúc phì. Trơn lắm các bác ơi. Đoạn này lên cũng trơn. Vâng, đây sẽ là đường xuống đây rồi các bác ơi. Ây da, đường hơi dốc. Đây rồi, tôi đã nhìn thấy Thánh Nhân Trực từ xa rồi. Chào mọi người nhá. Anh hôm nay nghe tin thấy Thánh Nhân Trực đến chuẩn bị ăn trực ở trang trại cá tầm của em Trung Hoa Cải. Đây trang trại của em Trung đây các bác ơi. Vâng, như tập trước em có quay là lúc đấy đang xây dựng. Anh chào em nhá. Sao được khỏe không em ơi? Em vẫn khỏe anh cha ạ. Rồi ạ. Hôm nay anh nghe tin là Thánh Nhân Trực đến ăn trực ở trang trại em. Anh ơi, vừa họp với nhau, thế là quyết định mổ với con cá tầm loại hảo hạng để mời anh Thánh Nhân Trực và anh Sky xuống. Vâng, giới thiệu với các bác đây, phía trước mắt các bác đây là Thánh Nhân Trực. Anh, đây có em đang làm một chút cá tầm. Là em mẹo mũ míp. À đây em mẹo mũ míp. Đây là em Hoàng Công Bạc. À đây là Hoàng Công Bạc. Du lịch Hà Giang toàn vlog. Kênh vlog, kênh vlog. Đây giờ cá nướng ngon lắm các bác ơi. Đây cá tầm. Em ơi, cái này nướng mình bôi cái gì vào thêm ấy? Mỡ ạ. À mỡ lợn à? Hay là dầu ăn? Không, dầu ăn thôi. À, các thanh niên này cá tầm còn nhỏ như này bắt lên ăn à? Ui dồi ôi, sao ăn lãng phí như này, hào hạng quá. Ui dồi ôi, cá tầm của bác ạ. Anh cần hận cháy cái gâu rồi anh ạ. Món quá các bác ạ. Ba, có ba vỉ nhá. Hôm nay mình nghe tin là Thánh Nhân Trực đến, mình cũng mò đi theo. Vâng, bây giờ tôi sẽ dẫn quý vị các bạn ra xem trang trại cá của em Trung Hoa Cải. Ui, rất nhiều cá luôn các bác ơi. Rất nhiều cá tầm luôn. Rất nhiều cá tầm luôn ạ.
ngon quá các bác ơi. Đây hôm nay có cá tầm nướng vỉ, có vịt quay và một nồi rau thơm luôn ạ. Một nồi rau luôn. Thế có suối rượu không ạ? Chắc là có một suối rượu. Đấy vui rồi, đấy, vừa nói đến anh với cả anh Trung là hết đấy. Không say không về. Ba anh em tất chỗ này. Đây bên này vẫn còn. Bên này vẫn còn cá nữa các bác ạ. Này anh ấy lo. Ôi, thì đưa em lấy của anh bọn à, em mời các bác cùng cùng bữa với lại bọn em nhá. Đây anh em đang ngồi bắt đầu triển khai cá tầm. Hôm nay là bắt đúng ba con, mỗi con là tiêu chuẩn đúng 1 cân 1 nha, đúng cái loại hảo hạng. Cân 1 là mổ rồi ấy. À. Rồi đấy, đó. Rồi hết cả Pepsi. Đây cái thứ xuống, bày cái cho đẹp cho cái nào. Mấy anh em trong tem cá tầm của Trung Hoa Cải. Tôi cả bánh đa anh. Bày ra cho rực rỡ. Chai Pepsi khổng lồ đâu nhỉ, em chai à? Huê. Đây anh. À. Nằm một đống chắc. Không, sau lưng anh bước rồi. Vâng, cũng giới thiệu với quý vị và các bạn nhé. Hôm nay tôi đến đây là ăn free, đi mò theo chân Thánh ăn trực. Đến đây mình cũng là ăn trực, mình không phải thánh đâu nhưng mà cũng ăn trực. Gần mà Thánh ăn trực đúng không? Vẫn là trực đúng không anh? Vẫn trực, đi trực, anh em đi trực hết mà. Mình cố tìm đeo khẩu trang đi qua nó vẫn nhận nhà. Ok anh. Đây thanh niên này là Thánh ăn trực. Vừa nãy trốn mình đi không thèm muốn rủ. Các bác hay trồng chết, trồng bỏ, trồng kê, giới thiệu gọi điện 0983 444 116 nha. Anh vào sau nhá, chậm nhá. Đây cả nhà uống Coca các bác ạ. Em mời các anh ạ. Mời mọi người nhá. Vâng, bây giờ tôi xin phép tôi tắt máy để anh em ăn uống cho tự nhiên. Trong lát nữa tôi sẽ quay lại trang trại của em Trung, trang trại Triệu Đô. Vâng, video này em đã dẫn các bác vào xem trang trại cá tầm của em Trung Hoa Cải. Vâng, video này em xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Xin chào mọi người nhé.